Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Thì như chúng ta hiểu đó, nói một cách đơn giản là cái nghiệp nó là thói quen. Mà cái thói quen này á, nó hiện ra trong cái suy nghĩ, nó hiện ra trong cái lời nói và trong cái phong cách nói năng, nó hiện ra trong cái cách thế mà mình xử sự, mình ứng xử, mình phản ứng, mình giải quyết vấn đề, mình tỏ thái độ với bất cứ cái gì mà nó có liên quan đến mình. Thì nghiệp là như thế. Và khi mà chúng ta ứng xử thì có nghĩa là chúng ta tạo tác, có nghĩa là chúng ta gieo xuống một cái nhân. Còn tất cả những cái sự việc, những cái hoàn cảnh mà nó tác động đến mình, để mình đây phải ứng xử, mình đây phải giải quyết, mình đây phải bày tỏ thái độ, thì tất cả những cái hoàn cảnh, những cái mà nó tác động đến mình đó, nó gọi là cái quả của mình. Còn mình nó phản ứng lại là mình gieo cái nhân. Và cái này đó, sau khi chúng ta học xong cái bài này thì chúng ta sẽ học cái công thức để chúng ta giải mã về vấn đề nhân quả của chúng ta như thế nào, để mà chúng ta có thể là thoát nó ra. Còn nếu không đó, mình có học Phật học bao lâu cũng chỉ là cái kiến thức. Còn cái mà mình rèn luyện để mà mình giải những cái nhân quả của mình đó, là cái đó là cái là mình ứng dụng những cái gì mà mình để hiểu biết, mình đã thông rồi thì bây giờ tự mình ứng dụng để tự mình giải quyết. Còn mình giải quyết được hay không, giải quyết được tới đâu đó là nó do cái thứ nhất á, là nó nằm trong cái tập khí của mình đó, nó nằm trong tập khí của mình. Cái thứ hai nữa là nó do cái khả năng về tuệ giác của mình khi mình soi xuống vấn đề đây. Đây là cái huệ nhãn đây. Mình giải quyết vấn đề không được là do cái tập khí này nó mạnh, tập khí xấu này nó mạnh. Mà cái tập khí tốt này nó không có đủ mạnh. Hơn nữa nó thiếu cái phần này, nó thiếu cái phần huệ nhãn này. Và vì vậy đó mình thấy, mình biết, mình hiểu, nhưng mình ra không được là do này. Thì cái này chúng ta sẽ, sau khi hiểu những cái bài kinh này, sau khi chúng ta hiểu về cái tất cả những cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống đó, nó trổ quả bằng cách nào, nó trổ quả ra làm sao, nó đi như thế nào, thì sau đó chúng ta hiểu cái đường đi nước bước của nó, chúng ta nắm được, thì chúng ta sẽ có một cái công thức để mà chúng ta đã rèn luyện để chúng ta thoát ra. Thì trong cái phần nghiệp này đó, là chúng ta sau khi mà chúng ta học những cái điều mà coi như là sơ đẳng mà cũng là hết sức là căn bản về nghiệp đó, thì chúng ta học cái bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt. Tức là cái bài kinh này Đức Phật giảng rất là vắn tắt về nghiệp cho một người thanh niên, không phải là Phật tử, người thanh niên trên là xuất phát. Vị này có cái thắc mắc là tại sao đó, vị này thấy cái chúng sinh là làm người, nhưng mà tại sao lại có người đó là sống lâu, có người đó là chết yểu? Tại sao có người đó quá trời bệnh nè, sanh ra là nó bệnh từ trong bụng mẹ nó bệnh ra, bệnh hoài, bệnh không hết. Còn có người thì quanh năm suốt tháng chẳng thấy bệnh, rồi có khi chết rồi cũng sơ sơ rồi chết chứ không có bị bệnh tật hành hạ. Đó là cái thắc mắc của thanh niên xuất phát. Cái thắc mắc nữa là cái người thanh niên xuất phát này mới thấy rằng, ủa sao có người sanh ra đó là đứng về mặt cái hình dáng bên ngoài đó, tức là về mặt dung nhan, nữ thì có cái đẹp của nữ, như có những người đẹp từ nhỏ tới lớn đó là hoa hậu chẳng hạn. Có những người mà thanh niên nó sanh ra khỏe mạnh cao lớn, nhìn là thấy một cái dáng chuẩn của cái người nam. Tại sao có người vậy mà có người thì nó lại là không được như vậy? Rồi hơn nữa là cái người nam người nữ này đó, không những về dung nhan mà về sức khỏe, sức khỏe rất là tốt, mà dung nhan là nó có cái đẹp, nữ đẹp theo nữ mà nam đẹp theo nam, nó có cái chuẩn mà mình nó mơ ước còn không có, cho nên là phải đi thẩm mỹ viện để mà bắt chước cho nó đúng. Những người nào mà hồi trẻ đó mà đi sửa cái quả nghiệp của mình nè, sửa cái sắc đẹp này nè, đến khi xuất gia nhìn thì cục lắm. Nhất là những người sửa mũi nè, xăm chân mày nè,
xăm môi nè, đến khi xuất gia đó trông rất là kỳ cục. Còn có những người ta không có sửa, ta trơn chất già mặt nhăn nheo, nhưng người ta mặc cái bộ đồ tu vô thì người ta thấy vẫn có một cái gì đó làm cho mình thấy là cái người này đó nó có cái dáng vẻ của cái người xuất gia, thì thấy rõ chứ. Cho nên cái quả nghiệp không sửa được, mình chỉ sửa bằng cách đó là mình thay đổi cái dáng nhẹ bên ngoài thôi. Thí dụ làm cho da mặt đẹp, có thể vẽ chân mày, có thể tô son, có thể tô má hồng, thì cái chuyện đó được. Thì cái chuyện đó nó chỉ là cái dáng ở bên ngoài thôi, nó không có xâm phạm tới những phần mà nó thuộc về các cái cơ quan thuộc về sắc pháp. Nó chỉ là một cái lớp bên ngoài, hoặc áo quần, son phấn, trang điểm vân vân, thì tất cả những cái thứ đó nó không có vi phạm. Còn khi mình cắt thịt bên này, đắp bên kia, độn cái này lên, rồi xăm nó vô, tất cả mọi thứ là cái thay đổi. Cho nên nhiều khi nó đi tới cái nguy hiểm, nó đi tới cái hiểm nghèo. Bởi vì mình thay đổi một cái sắc pháp, mà sắc pháp này nó tạo ra bằng sắc nghiệp. Sắc pháp này nó tạo ra bằng tâm. Sắc pháp này tạo ra bằng thời tiết. Sắc pháp này tạo ra bằng vật thực. Cho nên quý vị thấy là những người ở cái xứ sở mà cái khí hậu nó mát mẻ là một. Cái thứ hai nữa là cái không khí nó trong lành á, thì người ta trẻ rất lâu. Trẻ rất lâu. Và lại khỏe nữa. Và cái đặc biệt á, cái đặc biệt nhất á, là ăn ít mà vẫn khỏe. Trẻ con mà ở những cái vùng nhiệt đới á, mà cái không khí mà nó bị nhiễm chừng nào đó ha, thì nó ăn nhiều chừng đó. Ăn nhiều mà vẫn không khỏe. Còn trẻ con nó sinh ra ở cái xứ mà cái thời tiết mát mẻ này, trong sạch nè, ăn rất ít mà rất khỏe, mà lại trẻ lâu. Thì cái đó là cái phước báu của những người được sinh ra ở cái vùng đất đó, do cái phước người ta được vậy. Rồi mình mát mẻ bằng cách mình sử dụng máy lạnh, thì tất cả mọi người sử dụng máy lạnh đều biết rằng là cái hậu quả nhiều hơn kết quả. Thay đổi, mình muốn thay đổi cái quả nghiệp của mình không đơn giản. Thành ra là không phải là nói để mình chấp nhận, nhưng mà nói để mình hiểu biết rằng khi mình muốn thay đổi cái quả nghiệp mình á, mình phải có một cái cách thức nó phù hợp, nó đúng đắn. Bởi vì nó phải nằm trong cái trí tuệ, và nó phải nằm trong cái sự trong sạch của mình thì mới có thể thay đổi được. Thì những người ta sanh ra đó, tại sao có những người mà người ta từ cái thể chất khỏe mạnh cho đến là các cái căn của người ta nó cũng đẹp đẽ, nó xinh xắn, và toàn thể cái thân thể của cái chúng sinh là nam hay là nữ này nè, là đều là một cái chuẩn để cho mình mơ ước. Thì tất cả những cái này, Đức Phật nói tất cả những cái này đó đều là do cái nghiệp mình tạo ra, không có do ai làm ra cả. Chút nữa thì trong cái phần sau Đức Phật sẽ giải thích kỹ hơn, và chúng ta sẽ nghe những cái lời Đức Phật dạy. Rồi bây giờ cái thứ tư là nói về quyền thế, tức là mình có cái thế lực ở xã hội, mình có một cái địa vị, có một cái quyền hạn như thế nào, thì tất cả nó cũng nằm trong nghiệp. Ví dụ có người sinh ra đó làm vua, rồi thì làm quan, quan lớn, quan nhỏ, các cấp. Có người đó thì là suốt đời suốt kiếp đó là cứ bị người ta sai khiến. Ở trong cái gia đình đó, nó cũng có cái chức tước, cái quyền hạn trong gia đình. Có những người đó là sanh ra trong cái gia đình đó mà cái quyền hạn, cái chức tước của mình đó, ví dụ như mình làm cha hay làm mẹ, làm chồng hay làm vợ, thì nó cũng có cái chức tước, có cái quyền hạn của nó. Cái này mình để trong ngoặc kép nhưng mình tạm hiểu vậy đi. Thông thường thì người ta nói người chồng có quyền hơn cái người vợ. Nhưng mà có hai loại quyền, cái quyền trên danh nghĩa là cái quyền trong thực tế. Nhiều khi ông nói ào 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 ào, ông ra lệnh vậy đó, thì mọi người đều dân giả hết ráo, nhưng mà ông đi rồi thì tất cả phải theo bả làm. Thì người nào có phước như lần trước sư cô nói, hãy người nào, cái gia đình nào, cái đất nước nào, cái xã hội nào có phước á, thì cái người giỏi đó nó nắm cái thực quyền. Người giỏi có đức nắm cái thực quyền từ trong gia đình,
từ trong hai người bạn chơi với nhau nó vẫn là như thế, thì những cái gia đình nó có phước. Bạn bè chơi với nhau mà cái người giỏi, người có phước đức mà cầm được cái quyền, tức là có cái tiếng nói mà cái người bạn mình nghe theo được đó, thì cái cặp đó rất tốt. Chồng vợ cũng đi như vậy, nguyên cả một gia đình, ba người, bốn người, năm người, mười mấy, hai chục người trong gia tộc cũng vậy, đi ra ngoài xã hội cũng vậy, đi ra ngoài đất nước cũng vậy, mà đi ra trên toàn cầu nó đều đi cái luật này hết. Tức là khi mà nhân loại có phước thì cái người hay là cái đất nước mà nó gọi là cái cường quốc đó, để nó chi phối toàn thể những cái quốc gia trên đất nước này, mà người đó có tài có đức thì cái đó là cái phước báo cho toàn nhân loại. Rồi nó cứ đi từ trên xuống tới dưới vậy đó. Thì cái quyền thế ít hay là cái quyền thế nhiều nó cũng nằm trong cái nghiệp, nằm trong quả nghiệp. Nhưng mà cái hai người bạn chơi với nhau trong một gia đình, trong một xã hội, trong đất nước và toàn cầu này á, nó đảo lộn, nó đau khổ là bởi vì có những kẻ mà nó kém tài, nó kém đức. Nhưng mà nó là ma vương, nhưng mà nó là cái kẻ ác, thì nó sẽ làm xáo trộn hết toàn bộ. Nó hình thành nên á những cái mối quan hệ của quỷ dương. Cho nên hai người bạn chơi với nhau thì cái người tốt không tạo ảnh hưởng cái tốt cho người xấu, nhưng ngược lại người xấu có thể cám dỗ cái người này. Bởi vì trong cái đời sống nội tâm chúng ta biết là nó bao giờ nó có hai cái dòng nghiệp. Hai người chơi với nhau mà có cái phước báo thì cái người mà có cái thiện và thiện trí này nè, cái người A nè, nó nói cho cái người kém hơn là cái người B này, thì A nói B nghe thì cái này là hạnh phúc. Nhưng mà khi cái ác ma này nè, ma dương này nó dữ dội đó, thì nó nói lên thì cái người này đó nó bị cái phần này nè, cái phần của dục lạc này cám dỗ nó đi theo. Một gia đình cũng vậy, xã hội cũng vậy, mà đất nước như trên toàn cầu cũng vậy. Thành ra khi người ta đi vào trong cái quyền lợi, đi vào trong cái ngã của người ta, là cái tiếng tâm, cái uy thế của mình, của đất nước mình, của dân tộc mình, của đoàn thể mình, của nhóm mình, thì tất cả những cái đó nó làm cho cái xã hội rối ren, nó làm cho tất cả đều điên đảo hết. Điên đảo từ mối quan hệ hai người, mối quan hệ ba người, mối quan hệ bốn người, mối quan hệ hàng tỷ tỷ người đều bị cái này xáo trộn hết. Xáo trộn hết toàn bộ. Bởi vì khi mà quỷ dương này có mặt á, thì chúng ta thấy cái bản chất nó đầu tiên là nó rất là tham. Nó tham, và cái thứ hai nữa là nó gian. Và cái nữa là trong cái tâm sân nó là kẻ ác. Và khi á, nó làm như thế là nó bất chấp hết toàn bộ. Bất chấp hết. Không có nhân quả gì hết. Chỉ làm sao mà cái ác ma dương này đó nó đạt được cái khát vọng của nó mà thôi. Nó trở thành là một cái tham vọng khủng khiếp. Nó đi từ cặp đôi, nó đi lên toàn tỷ tỷ người. Nó đi từ trong tình bạn hai người, chồng vợ gia đình, nó đi lên toàn thế giới này, nó đi bằng cái luật này. Cho nên nó thế giới này tạo ra chiến tranh, thế giới này tạo ra chết chóc, tạo ra chia lìa, tạo nên đau khổ, tạo nên chết vô cớ, tạo đủ thứ. Quý vị thấy như mình đây nè, nó có cái điều á, người ta chú tâm tới cái vấn đề người ta bắt ma túy, người sản xuất ra ma túy bị pháp luật trừng trị, người buôn bán ma túy bị trừng trị. Nhưng có một thứ nó còn ghê gớm hơn ma túy nữa mà ai cũng dùng hết á, đó là thực phẩm hàng ngày. Thực phẩm hàng ngày bị nhiễm độc hết, từ cái khâu
mà người ta trồng trọt, rồi người ta đem ra người ta bán, rồi người ta nhúng, người ta thay đổi, rồi người ta nhập vô. Thì tất cả già trẻ bé lớn, từ sữa cho cái đứa trẻ sơ sinh cho đến cái người già yếu bệnh tật, tất cả đều sử dụng cái này hết. Và như vậy đó, tất cả những cái bệnh tật mình tiềm ẩn đó là do cái này nữa nè, nó cộng vô. Cho nên bây giờ nhà thương không có chỗ để nằm. Rồi chưa kể đó, trong bệnh viện đó, những người đó, thầy thuốc mà tàn nhẫn vô lương tâm, bởi vì nó tham lam và nó rất là ác, thì nó cộng vào để đưa cái chết người ta càng lúc càng thê lương. Đi rất rõ như vậy. Có ai từ chối được thực phẩm đâu. Rồi chưa kể cả nước uống. Thì hằng ngày mình đều phải tiếp nhận đó. Ma túy có người dùng, có người không. Nhưng mà thực phẩm và nước uống thì không thể được. Bây giờ chúng ta thử đi, loài thủy tộc chết hết. Như vậy đó là nước này có bay lên không trung thành không khí không? Nước này có ngấm vào trong lòng đất không? Mưa có rơi xuống không? Và chúng ta trồng trọt có nhiễm không? Chưa kể là bây giờ đó là những người làm rẫy đó, người ta không có chịu cuốc đất nhổ cỏ lên và dùng cái cỏ đó để làm thành một cái phân bón trở lại, mà người ta dùng thuốc xịt cỏ. Thuốc diệt cỏ là chất độc da cam pha loãng. Chiến tranh đã kết thúc rồi, cái tội ác về chất độc da cam đó đã ngừng lại rồi, nhưng mà chất độc da cam này trở thành thuốc diệt cỏ và dùng tràn lan khắp nơi. Loài vật cũng bệnh là vì uống nước, là vì ăn cỏ, là vì ăn tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta đưa ra. Chưa kể cái ác độc của loài người đó là kích thích để hồi xưa đó nuôi heo bằng cám với lại bằng cái thân cây chuối đó, thì một năm nó mới được một tạ, còn bây giờ là 4 tháng là hơn một tạ rồi. Thì chúng ta đang ăn cái gì vậy? Chúng ta đang ăn không những về mặt thực phẩm bị quế nhiễm, mà cái người nuôi trồng đem ra buôn bán cũng quế nhiễm luôn. Chưa kể nó cho uống nước dơ bẩn vào để nó phù cái thân lên, căng lên để mà cân nặng hơn, để bán nhiều lời hơn. Tất cả do cái gì? Do tham á. Và lãnh đủ. Một trái khổ qua nhỏ thế này, đặt nó vào trong thuốc, vớt ra phù to lên. Một cái cọng rau quế, một cọng rau dấp, một cọng rau húng lưỡi, cũng cái động tác đó. Ngày hôm nay xịt như thế này, sáng ngày mai hái bán, vượt lên tươi tốt, rau muống cũng y chang. Thì chúng ta thấy khi mà cái con đường của cái phước báu về tâm linh mà nó sa sút rồi đó ha, thì đó, cái người ta gọi là cái quả của phước thiện nó không có trổ sanh, nhưng mà ác ma dương nó sử dụng cái ác của nó thỏa mãn cái tham nó này, để mà nó đạt được những cái pháp thuộc về thế gian, là những cái tục sản đây đó, là tưởng như là quả của phước thiện, nhưng thật sự nó không phải là quả của phước thiện. Quý vị hiểu cái này chưa? Chứ đừng nhiều người đó, chứ cô có gặp một số người đó, người ta đó là sống cả một cái cuộc đời người ta rất là trong sạch, nhưng mà khi đến cái thời điểm này đó, vợ người ta, đặc biệt là cô người ta nói đi, vợ mới nói rằng: ông ơi, tôi thấy ông làm lớn chứ cả đời ông cũng vậy. Rồi con nó nói: có ba làm chức lớn cũng như không. Thấy ba người ta ham, thấy ba mình thì âu ngạn, biết ôm cái chữ mà liêm khiết ra làm gì cũng không biết, có luộc ăn được không biết. Người này nhức nhối. Và người này nghĩ nè, bây giờ mình được rồi, nhưng mà ngày đêm nó như vậy thì sao? Thôi thì kệ, nhắm mắt cho qua đi, nó xong đi cho nó yên ổn trong nhà đi, rồi ra sao cũng được. Vì thế không, nó chuyển đổi thì cái chuyển đổi liền, để được có cái quả này trổ sớm. Người này liêm khiết thì cái quả phải có thôi, nhưng mà nó chưa kịp trổ trong đời này. Nhưng mà do sự dục giả của cái tham dục và cái những cái lời nói mà như là tên bắn đó, nó bắn tới, thì người này đành phải làm như thế nào đó trong cái gian dảo của mình đây nè, một chút thôi, để mà có được cái quả. Thành ra chúng ta hiểu như vậy để chi?
Đừng có nhìn ngày hôm nay người ta có quyền thế. Đừng nhìn ngày hôm nay khối tài sản đồ sộ của người ta mà tưởng rằng người ta có cái phước. Phước này là phước thiệt hay là phước do cái ác của ma dương mà ra thì chúng ta phải phân biệt. Phước là cái ác của ma dương đó thì nó sẽ đi bằng tận cùng của con số không, và nó sẽ đi từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả những cái thực phẩm mà mình có lời được đó, sư cô thấy là báo đăng á, là một con heo mà thục cái nước nó vô vậy đó, lời thêm được 1 triệu. Một con trâu á, mà thục cái nước vô trong cổ họng á, lời thêm 2 triệu. Còn một cái con vịt mà gọi là vịt quay Bắc Kinh đó, là 10 ngày trước khi đem nó ra quay đó, người ta không có cho nó ăn mà ta có cái đồ, ta cán nó, có cái nó sản xuất cái đồ, nó bơm vô, nó cho cái bầu diều nặng ì rồi cái nó lết không, nó nằm không, nó đi không nổi thì nó sẽ mập ra, nó tạo một cái lớp mỡ. Thì khi mà đem quay á thì cái lớp mỡ mà nó mới đóng mấy ngày, 10 ngày nay đó, thì nó sẽ chảy ra để nó thơm, còn cái lớp mỡ thiệt nó còn lại, cho nên cái con vịt quay Bắc Kinh nó béo. Và như vậy đó, những cái ác nghiệp này người ta lời rất là ít. Một con vịt này có thể bán 200 ngàn, giờ ta bán 300 ngàn, lời có 100 ngàn thôi. Nhưng mà cái ác nghiệp mà một con nó bị như vậy đó thì mình không có trả trong một kiếp của mình đâu, mà nó trả rất là nhiều kiếp. Và mình đối xử với chúng sanh nó như thế nào thì mình phải tái sanh làm cái chúng sanh đó và phải chịu cái cảnh đó, cho đến bao giờ mình nhận thức ra. Đây là cái công thức mà sư cô nhắc đi nhắc lại hoài. Kể cả mình chết không siêu, kể cả mình tái sanh bất cứ một cái khổ cảnh nào, thì mình hiểu rằng cái gì mình đã tạo ra thì mình nằm trong cái khổ cảnh đó. Bao giờ mình ý thức được rằng đó, đây là cái nhân mình đã gieo xuống và cái quả mình đang ý thức được, sám hối được, nguyện được, lực mạnh được, thoát. Còn không, không bao giờ thoát. Phải tái đi tái lại, tái đi tái lại để học rồi. Cho nên tại sao chúng ta phải học giáo pháp? Chúng ta học giáo pháp để biết, chứ không phải để mà có thể là thành tựu được đâu. Để biết và để gặp những cái trường hợp đó chúng ta hiểu rõ ra và chúng ta ứng dụng để mà thoát cái đã, chứ chưa có thành Phật được đâu. Nhưng mà cái sát na nào chúng ta sáng suốt, sát na nào chúng ta thoát khổ được là chúng ta đi đúng con đường của Phật dạy. Nên quý vị thấy không, ác nghiệp gieo trồng rất nhiều. Và hãy kiểm điểm là ngay cả như quý vị thấy không, những cái chỗ người ta bán thức ăn đó, rất là rẻ, rất là ngon, thì ta phải mua cái gì? Mua những cái hàng rất rẻ. Và cái hàng đó thì nó nhập từ đâu không biết, nhưng mà nó đã ôi thối, đã xanh rồi. Thì bây giờ quá chất nằm vô thì nó sẽ không còn nữa. Nó đang nhão ra, bây giờ nó cứng lại, rồi làm thành những thức ăn bán. Nên những người thiếu phước đây, những người thiếu phước, phước ít nè, làm những cái điều hạ liệt đó, bây giờ nghèo, không đủ sự sống, dính vào đây. Vậy thấy cái thiếu phước không? Càng lúc nó càng thiếu phước. Những cái người mà mua những cái thức ăn đó về đó, làm để bán rẻ cho những người mà người ta không có đủ điều kiện để ăn rẻ đó, thì chính mình làm ra đó, mình cũng bị phạm vào trong cái mà không tốt đẹp này. Mình biết rõ vẫn là, tại vì nếu không mà bán giá cao ai mua. Nhưng mà có một điều đó mình không có nhận ra này. Ai mà làm ra cái ác toàn bộ này, câu trả lời như thế này, là người trí thức thiếu trí tuệ về tâm linh. Vì cái người mà bán thực phẩm, cái người mà trồng rau, cái người mà chăn nuôi đó, đâu có biết những cái hóa chất này. Hóa chất này phải do một nhà khoa học tạo ra. Và trong cái nghiệp sát có nói này, ví dụ như mình nói một chuyện mà đã có lâu rồi, cái người tạo ra nó cũng đã biết sám hối rồi, đó là chất nổ. Cái người đầu tiên mà tạo ra cái chất nổ này không có mục đích để mà đặt bom tàn sát ai hết, cũng không có cái mục đích là phá hoại gì hết.
người ta muốn làm nổ tung cái quả núi này ra để mà san bằng, để giúp cho có con đường giao lộ giao thông dễ dàng hơn. Người ta đi vào cái mục đích đó. Nhưng mà sau này ứng dụng để đưa vào chất nổ, đưa vào đủ thứ hết đó, mà nó gây đến cái ác nghiệp quá lớn, thì cái người này đã sám hối rồi và đã có cái cách mà coi như là chuộc bớt cái lỗi lầm của mình rồi, cho nên hiến cái tài sản của mình hết để làm những cái học bổng cho những cái người học mà biết ứng dụng khoa học vào làm cái điều tốt cho xã hội. Nhưng mà trong cái luật về cái giới thứ nhất đó, có nói đây này, mình tạo ra cái món đó, nếu người ta dùng cái này để người ta đưa vào cái xây dựng tốt đẹp thì phước báo rất là lớn. Nhưng người ta đặt cái chất nổ này để xuống mà ao hồ cho cá chết nổi lên, khỏi phải lưới, khỏi phải bắt, khỏi gì đó ha, thì cái loài thủy tộc này nó chết hết á, thì cái ác nghiệp này cái người tạo ra chất nổ phải có gánh đây. Nếu chất nổ này đem đặt giữa chợ khủng bố để cho cái người dân vô tội chết thì cái nhà khoa học này phải gánh cái trách nhiệm. Cho nên cái kẻ ác, gốc của kẻ ác nằm trong cái đầu của cái người trí thức mà thiếu trí tuệ về tâm linh. Thấy chưa? Bởi vì Mai Dương á, đó là mình nói nhà khoa học thôi. Bây giờ mình nói tới những cái mà nhóm người mà nó thuộc về ác Mai Dương đó, nó cũng sử dụng cái đầu óc của nó. Cái sử dụng này là cái trí tuệ của Mai Dương, là cái trí tuệ thuộc về gian xảo, nó là trí thế gian, nó thiếu cái trí tuệ về tâm linh. Chứ đâu phải ngu mà làm được. Người ngu mà tham thì nhắm mắt mà xài để tạo cái lợi nhuận cho mình, đó là ngu và tham. Nhưng mà người có cái trí về thế gian giỏi là cái người tạo ra ác nghiệp lớn trong xã hội này. Để nắm lấy cái quyền bính trong tay phải có mưu ma trước quỷ chứ. Để mà chiêu cảm cho tất cả, nó phải nghe theo những cái lời sai trái của mình, nó phải có cái đặt trong cái ngặt kép, nó phải có cái nghệ thuật gian trá của Ma Dương người ta mới nghe chứ. Và cái người thiếu trí thiếu phước thì cái người đó phải dính vô thôi, không có thể khác được. Là mình sống trong một cái thời đại mà toàn thể thế giới này đó, người ta gieo cái ác nghiệp nhiều hơn cái thiện nghiệp. Và có người còn kinh khủng hơn nữa, gọi là cái một cái kẻ mà ác hơn kẻ ác đó, là thấy người ta lũ lụt, thấy người ta gặp cái khó khăn, mình đi quyên góp về rồi xong mình lấy cái tiền đó mình xài. Hoặc là trong lúc mà lụt lội như thế này á, thì xả lũ thêm vô để cho cái đập mà tạo ra tiền của mình để giữ nguyên. Còn nhà cửa của mọi người đó là cái sự sống của mọi người ha, tài sản người ta muốn đi đâu thì đi. Thì cái lợi nhuận đó, đó không biết cái kiếp này có hưởng hết không, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp đó, lũ mà nó cuốn phăng nhà cửa ruộng vườn trâu bò heo cuối và bản thân của con người đó, thì mình sẽ bị tái lập trong cái chỗ đó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cái mà cái phước báo này là do ác Ma Dương tạo ra đó thì không thể nào lường được cả. Chớ mà dây mơ rễ má mà dính vào. Và thói thường đó con người ta thì thích dính vào những người mà có cái tục sản này, mà không cần tra cứu cái tục sản đó, cái tục sản đó từ đâu có. Thấy ta giàu thích, thấy ta quyền thế là dựa vào, nhưng không cần biết rằng người ta làm gì để giàu, người ta làm gì để có quyền thế, người ta làm gì để ăn trên ngồi trước thì không. Nhưng vô đó là cộng nghiệp, không thể khác hơn. Chúng ta học về nghiệp không phải để học trên cái tờ giấy của cái trang kinh, mà chúng ta học để nhìn thấy nó từ trong cái bản thân mình, rồi cho nó với tất cả toàn bộ cái môi trường sống của mình, từ trong cái gia đình, cái khu phố, cái đất nước của mình cho đến toàn cái thế giới này, chúng ta nhìn thấy đó, hiện tại chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh này. Thế giới lúc nào cũng nhấp nhổm cái chiến tranh. Ở gì biết không?
tham gia giao thông có an toàn hay không. Cho nên đi đến nơi về đến chốn là mực. Ngày hôm nay ăn xong cái thực phẩm này mà thấy nó tạm ổn là mực, chứ còn chưa biết sáng mai nó ra sao. Uống thuốc cũng vậy, không uống thuốc là hạnh phúc, mà uống thuốc đó thì nó hết cái này nó chết vì cái kia. Có khi nó không chết vì bệnh mà nó chết vì thuốc. Và đây đó là một cái thống kê của toàn thế giới đó. Người ta không phải chết vì người ta thiếu thuốc, nhưng người ta chết vì cái mà người ta nói rất là nhẹ đó, là cái phản ứng phụ của thuốc. Thưa quý vị, không phải phản ứng phụ của thuốc, mà nói chính xác, bỏ cái từ qua Mỹ này đi, bạn uống thuốc này, bạn phải chấp nhận những bệnh này có thể gây ra nguy hiểm cho tánh mạng của bạn. Nói chính xác là như vậy đó, nhưng người ta dùng cái chữ phản ứng phụ. Và thống kê cho thấy rằng người ta chết vì phản ứng phụ này nhiều hơn là không có thuốc. Để chúng ta cảnh giác, chứ phải tin rào cái sức của mình. Vậy sư cô nói thiệt quý vị, người ta cho sư cô thuốc cảm nhiều lắm, không bao giờ sư cô dùng một viên nào. Không có dùng. Tại vì mình biết rằng nơi mỗi người đó, tự nơi mình đó, nó là cái nguồn thuốc rồi. Nó có cái khả năng nó sẽ tự điều phục phản ứng với cái tinh thần là mình biết trợ giúp cho nó hay không. Phải nghỉ ngơi, phải ăn những thức ăn nóng vào, phải ủ ấm cơ thể, dần dần có nhiều cái biện pháp không cần phải dùng thuốc. Nói gì để chúng ta thấy gì? Thấy chúng ta đang sống trong một cái xã hội, trong một cái thế giới, mà cái thế giới này đó ác ma dương nhiều hơn, và một cái thế giới cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta đây phải làm thế nào để ra khỏi một cái bầu không khí quế nhiễm này khi mà chúng ta vẫn bị giam cầm. Chúng ta đi tới đâu cũng thế thôi, thì có nghĩa là chúng ta bị giam cầm trong cái kiếp làm người của chúng ta. Bây giờ chúng ta làm thế nào để đi ra được? Thì sư cô tin rằng là mỗi người đều có cái cách của mình, nhưng mà sau đây thì chúng ta sẽ học cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta. Chứ còn mỗi người đều muốn sống cả, đều muốn sống khỏe mạnh, đều muốn sống cho sáng suốt, cho an vui, thì mỗi người đều có cái cách. Thì hồi nãy chúng ta nói tới cái quyền thế, chúng ta nói tới cái tài sản này, nó đi chung với nhau rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái gia đình, thì chúng ta sanh ra trong cái gia đình nào là chính mình chọn mà. Nhiều người mà họ nói vậy không chịu đâu. Tôi đâu có biết gì đâu, má tôi đẻ tôi ra thì tôi mới biết là tôi có mặt chứ sao tôi chọn được. Nhưng mình có chọn. Không phải mình chọn bà Nguyễn Thị A, ông Trần Văn B này là cha mẹ mình, không phải. Không phải mình chọn cái A, B. Nhưng mà cái tất cả những gì mình tạo tác ra, mình tạo nghiệp ra, thì nó có một cái lực hút, nó có một cái lực câu thông. Và chính cái lực hút, chính cái lực câu thông đó mà mình mới sinh ra là con của ông này, con của bà này. Mà có một cái gia đình như thế này, cái lực hút đó tạo ra từ nghiệp. Nếu như mình đây nè, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình sống, mình biết ơn và biết báo ơn. Mình biết ơn cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục mình, và mình biết đó, báo ơn có nghĩa là mình biết báo hiếu cho ông bà tổ tiên của mình. Rồi mình có con có cái, mình biết làm tròn cái bổn phận làm cha làm mẹ của mình. Thì đó là cái nguồn lực mà nó sẽ tạo ra một cái lực hút. Khi chúng ta thân hoại mạng chung, chúng ta tái sanh làm người, thì tất cả những cái công đức mà chúng ta tạo ra được, nó là một cái nguồn năng lượng rất là lớn, và nó sẽ chiêu cảm.
Còn ngược lại với tất cả những cái điều đó thì nó sẽ chiêu cảnh. Và có người sẽ hỏi thế này: từ nhỏ đến lớn đó, con là cái người rất là thương cha mẹ, mà rất là có hiếu với cha mẹ, hiếu thật lòng, chứ không không có một cái chút nào mà đóng kịch giả dối. Nhưng mà tại sao con của con nó lại như vậy? Nó vừa hỗn, nó vừa ác, mà bất hiếu thì khỏi bàn rồi đó. Nó muốn chửi là lôi đầu ra nó chửi thôi. Kể cả mình đi chùa nó vẫn chửi mình là cái bà ngu, có tiền không biết ăn xài, có thời gian biết nghỉ ngơi thưởng thức, rút cái đầu đi vô trong đó không biết làm gì. Nó chửi đến như vậy nữa chứ không phải vừa. Tại sao vậy? Tại sao mình có hiếu như vậy, mình tốt như vậy, mà sao mình đẻ ra cái con quỷ ngang ngược này như vậy? Thưa quý vị, bởi vì đó, trong nhiều kiếp xa xăm đó, mình là con quỷ ngang ngược này, mà mình đã thấy như thế là ác, mình thấy như thế là sai, mình thấy như thế là tội lỗi, cho nên mình đã giết cái hình ảnh con quỷ trong người mình rồi, và mình đã trở thành cái đứa con có hiếu, biết thương cha biết mẹ, biết báo ân cho cha mẹ, biết đối xử tốt với mọi người. Nhưng mà con quỷ này, cái phiên bản nó trở lại. Cho nên đừng có giận con quỷ này, mà phải nhìn nó để thấy rằng mình đã sửa sai rồi mà nó vẫn trở lại. Bởi vì tất cả những gì mình gieo xuống đây này, gieo xuống đây, như chúng ta đã biết rồi, nó có thể trổ trong hiện kiếp này, nó có thể trổ đó khi mình tái sanh cái kiếp liền kề. Còn năm cái chính giữa này nó trổ sinh không biết lúc nào. Đức Phật còn bị, huống chi mình, đấng toàn giác còn bị. Bị sao? Bị anh em họ giết mình, bị học trò giết mình. Mình thấy rõ chưa? Bây giờ thành Phật rồi thì đâu có gieo cái điều gì mà gọi là cái nhân xấu ác nữa đâu, hết rồi. Nhưng mà học trò vẫn muốn giết. Học trò đó chính là huynh đệ trong hoàng tộc, sinh ra trong cùng một cái gia tộc mà, thấy chưa? Mà lại là học trò của mình, bây giờ nói giết mình. Thì như vậy đâu có phải là cái nhân hiện tại, thì thấy không? Mà đúng là cái nhân quá khứ, mà cái quá khứ này cực kỳ xa xăm. Bởi vì vị này đã tu như vậy á, là gần nhất là 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, thì cái khoảng này nó không xảy ra, nó còn tút tút ở đâu đây. Thì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta gieo cái gì nó sẽ trổ. Thành ra bây giờ mình đây là có hiếu với cha mẹ mình, nhưng mình đẻ ra một cái con quỷ dữ mà nó ra ngoài thì nó dễ thương lắm, nhưng mà nó chỉ có về là nó ác với mình thôi. Mà nó nói với mọi người đó: má tôi là bác khó cực kỳ luôn, tôi chiều bạn không được, ghê gớm lắm. Trong khi mình đó, thì bản thân đó, mình nhịn nói, mình sợ nó còn hơn sợ ông chủ bà chủ mình. Cho nên mình phải nhìn cái hình ảnh của đứa con mình đó, để biết từ xa xăm lắm rồi mình đã lỡ lầm, và mình đã sám hối, mình không còn là cái hình ảnh đó nữa. Nhưng mà nó hiện ra, nó vẫn hiện ra để mình hiểu đó, là mình với nó đó, nó chỉ có còn đó, có một chút xíu này thôi. Giữa cái phước thiện này và cái phước trí này đó, thì cho nó cái phần phước thiện thì được, cho phần phước trí thì không. Cho phần phước thiện là có tiền nhiêu đưa nó được, còn mấy cái nhà giao nó hết cũng được. Ai gì đi cúng chùa, đi làm từ thiện, giao nó hết thì được, còn không giao nó chửi. Nhưng mà giải thích cho nó biết nhân quả như thế nào, hướng về tâm linh như thế nào, thì nó là xé toạc, nó không có nghe đâu. Thì mình biết là cái phần này không có nè, thì chỉ có cái phần này. Và cái phần này á, càng nối dài chừng nào càng khổ đau chừng đó. Cho nên chúng ta hiểu để nhìn, nhìn cái quả đó mà lại sám hối nữa, lại phát nguyện nữa,
và không có trách nó, không có hận nó, không có phàn nàn về nó. Bởi vì càng càng mà trách móc chừng nào càng dính vào chừng đó. Cái này là sư cô nói cho là giống như mình nói trước vậy đó, cho quý vị có cái suy nghĩ để khi đến cuối cái bài giảng về nghiệp này đó thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này nữa. Sư cô nói là từ khi mà chúng ta học những cái lộ trình tâm cho đến bây giờ đi vào nghiệp đó, thì quý vị nhớ là sư cô sẽ lặp đi lặp lại. Và mỗi lần sư cô lặp đi lặp lại để làm chi? Để nhớ từ cái nền đó mình thêm vô cái mới, để từ cái nền này nè chúng ta có thể đi sâu vào nữa. Chứ cùng một lúc mà giảng rất là sâu đó thì mình không có đi nổi những cái bước đó, mình nghe nó lúng túng dữ lắm. Cho nên là cố gắng nghe sư cô nói, lặp đi lặp lại để nhớ, lặp đi để nhớ. Bởi vì những cái bài học này nó cực kỳ quan trọng cho chúng ta trong rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Thì chúng ta nhớ nha, cái gia đình này, từ cái gia đình mà mình sanh ra do mình có ông bà cha mẹ, cho đến cái gia đình mà từ mình và cái người hôn phối của mình sanh ra cái đàn con này, thì tất cả cái gia đình này là nó ưu hay là nó liệt đó, thì nó nằm ở cái quả của mình. Cái quả này nó mới câu thông. Câu thông đầu tiên là câu thông trong cha mẹ, rồi nó đi cái dây mơ rễ má là cha mẹ câu thông với ông bà, câu thông lên nữa. Là đó mình câu thông cái chiều dọc thôi, còn cái chiều ngang nó câu ra đó, là nó có anh em. Rồi nó câu ngang với ba má mình, nó có họ hàng chú bác. Nó câu theo chiều dọc, nó câu theo cái bề rộng, nó câu ra. Rồi mình á là có cái người hôn phối này, quý vị có người hôn phối này, nó câu với gia đình của người hôn phối này. Cho nên nhiều khi đó chồng vợ sống với nhau không có gì hết, nhưng mà do cái câu thông bên chồng, do cái câu thông bên vợ mà nhiều khi cái gia đình nhức nhối không ở nhau được, có khi bỏ nhau, có khi giết nhau, cũng chỉ vì cái câu thông này. Câu thông này nó nằm trong cộng nghiệp. Còn cái nặng nhất của mình á chính là hai người hôn phối này đây, chính là cái đám con này đây à. Chồng vợ nè sanh ra đám con, cái này rất là nặng. Còn nếu đi ngược lên trên á là ông bà cha mẹ, hai cha mẹ của người này. Rồi ông bà tổ tiên nè, đó là cái hàng ngang nó ra nè, làm thành gia tộc. Dưới này nó hàng ngang ra bên chồng bên túa. Rồi đây là dâu rể con cái rồi đủ thứ nó túa. Vì thế chúng ta bao quanh bởi nghiệp quả. Có những cái rất gần, có những cái nó hơi ra khỏi tầm tay chút mà nó nối cực nhanh. Nối nhanh vô cùng. Bà và chồng vô thăm con trai. Lần nào vô thì cô con dâu cũng lo đầy đủ hết, tiền bạc lễ vật đầy đủ, nhưng bà không có đồng ý. Thế bà mới mở tủ bà lấy tiền. Thì cô này mất. Nói ra không được, nói ra thì cái người chồng trước là đau khổ vì biết mẹ mình vậy, nhưng mà sau nữa thì bị sĩ diện cho nên là tức giận và cố cãi. Thành ra cái gia đình đó rất là kinh khủng. Thì cái người vợ này sau đó nó xử lý như thế này. Khi bà vào thì cái phạm vi nào chu đáo thì cũng đều nói với chồng biết hết. Và khi máy về gửi bên như đây thì cái tủ thì hai vợ chồng có cái chùm chìa khóa để thì vẫn để bình thường. Thì cô mới làm thế này, là những cái cọc tiền mà cô để đó thì cô vẫn để, nhưng mà bên trong đó, thì cô luồn giá số đó thành cọc, thì cũng bó lại, cũng niêm phong như tiền ngân hàng. Thì để bà vào, bà có mở đó, bà có lấy ra thì bà lấy những cái đó. Thì khi bà lấy những cái đó thì bà rất là tức giận, bởi vì bà hiểu rằng đó, đây là cái tín hiệu của con dâu, nó báo cho biết trước đó là nó đã mất tiền. Thì tín hiệu thứ hai đó, là để cho bà lấy cái này để bà biết rằng là không dễ gì lấy tiền của nó đâu. Và bà không nói được, bởi vì nói ra thì con trai nó cũng biết, con trai nó không biết cái vụ mà cái tiền, cái vé số ở bên trong, nó không biết. Nhưng mà không thể nói ra được, bởi vì con trai nó cũng đã được con vợ của mình nó thông báo rồi bà lấy tiền. Nó bây giờ không được,
Thành ra nó trả đũa là bằng nhiều cách. Như thế nó trổ sanh chưa? Nó đau đầu lắm chứ không phải đơn giản là cái nhân quả này. Đi theo cái đó. Cho nên mình sinh ra trong cái gia đình nào, mình tạo lập cái gia đình nào, cái mối quan hệ họ hàng nó như thế nào, mà mình có phước đức ngày nay mà trong ấm ngoài êm á, là không phải mình gieo có một kiếp đâu. Cho nên á, trên cái con đường đời mà chúng ta đi đó, thì chúng ta đối xử tốt trong cái phạm vi mình có thể tốt được. Để làm chi? Để khi mà thành quyến thuộc với nhau đó, thì chính những người mà mình đã gieo được cái thiện lành với nhau đó, thì nó quy tụ lên. Không có đơn giản là hàng tỷ tỷ người trên thế giới này mà mình lại sinh ra trong cái gia tộc này, có mối quan hệ họ hàng này đây. Không có tình cờ chút nào. Con chó con mèo còn không tình cờ, huống chi là con người trong cái gia tộc của bên ba bên mẹ mình, của chú bác họ hàng mình, của bên chồng bên vợ mình. Rồi chưa kể bên chồng bên vợ còn bạn bè của chồng của vợ, bạn bè của anh chồng, em chồng, chị chồng gì đó, tùm lum hết trơn hết rồi đó, là không thể nào lường được trước đó. Mà không phải ai cũng quấy rối mình, không phải ai cũng làm khổ mình, cũng không phải ai cũng tốt với mình, nhưng nhất định rằng nó có cái cộng nghiệp, nó có cái mối quan hệ nhân quả đó. Mà do mình ứng xử thì chưa biết một cái ngày nào nó trổ sanh cái gì. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đó để chúng ta thấy là trùng trùng điệp điệp, chúng ta không bước ra khỏi cái nhân quả này. Khi nào chúng ta biết xử lý thì chúng ta thoát được chỗ nào mừng chỗ đó, thoát được chỗ nào mừng được. Còn không chỉ thấy cái khổ một mặt. Đó là chúng ta nói về cái gia đình. Cho nên đừng trách, đừng trách cha, trách mẹ, cũng đừng trách anh, trách em, đừng trách ai hết. Nhìn thấy cái gì mình gặp ngày hôm nay, biết mình đã gieo xuống, để mà nói với mình cái gì mà người ta làm cho mình đau khổ đây, mình không làm nữa đâu. Cho nên nói tiên trách kỹ, hậu trách bỉ. Đầu tiên phải nhận ra mình, hiện tại của mình, quá khứ của mình, không trách ai hết. Phải thấy cái đó, cái quả mà nhận hôm nay là thấy cái sai lầm của mình, để mình nguyện là mình sửa cái sai lầm, nguyện sửa. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần thứ bảy đây. Phần thứ bảy là nó phần nằm trong cái trí tuệ về tâm linh đây, và nó là cái quả phước trí. Hồi nãy giờ trong 6 cái phần mà chúng ta nói trên đó, nó thuộc về tục sản. Và cái phần thứ bảy mà chúng ta nói đây, nó thuộc về thánh sản. Tục sản là chúng ta được có cái phước sanh ra làm người, mà chúng ta sống lâu hay chết yểu thì nó thuộc về tục sản. Mà chúng ta có nhiều bệnh hay ít bệnh, nó thuộc về tục sản. Mà chúng ta có cái sắc tốt hay không, tức là có sức khỏe tốt, có cái dung nhan tươi thắm hay không, là cũng là tục sản. Và cái tất cả những cái tiền của chúng ta có được, tiếng tâm chúng ta có được, vân vân, cái đó thuộc về tục sản. Gia đình chúng ta sinh ra trong cái gia đình như thế nào, cha mẹ anh em ứng xử như thế nào, nó cũng thuộc về cái tục sản. Tất cả 6 phần trên nằm trong tục sản, và phần thứ 7 nằm trong thánh sản. Đời sống thế gian là cái đời sống mà chúng ta đây đó làm giàu cho cái tục sản này, và chúng ta thọ hưởng trong cái tục sản này. Nhưng cái sợi dây xuyên suốt mà để nó chi phối cuộc đời của chúng ta chính là cái thánh sản mà chúng ta không nhìn về. Tất cả chúng ta đây đều muốn hưởng phước, có tất cả những cái thứ này mà nó thuộc về cái quả phước tốt đẹp, để mà chúng ta được coi như là một cái người mà có cái phước báo, được xã hội ưu đãi này. Chúng ta thuộc vào thành phần gọi là cao quý trong cái thế gian này. Nhưng mà thực chất đó, chúng ta có cao quý hay không đó, là nó nằm trong cái quả phước của tâm linh. Chứ nó không bền khi nằm ở pháp thế gian.
Như chúng ta hiểu rằng là cái pháp thế gian này đó, nó phải chịu sự vô thường. Với hơn nữa, tất cả những quả phước của thế gian đó là chúng ta tạo đan xen mà. Không bao giờ mà chúng ta thuần tí chỉ có cái phước này mà chúng ta không có cái sai lầm đi. Nó đan xen thế này, thành ra nó có, mất, có, mất, có, mất. Nó đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi. Còn phước thì nó còn ở lại, hết phước ra đi. Quý vị thấy không? Một cái cô này đó đẹp, rồi trở thành người mẫu có tiếng, nhưng mà về nhà đổng đảnh với mẹ nhiều lần. Bây giờ tự thấy rằng là mình ở trên cao còn mẹ ở dưới thấp. Thì một chảo dầu sôi đó làm cho tất cả cái tục sản mà nó thuộc về cái sắc đây đó tiêu hoại trong phút chốc. Tiêu hoại luôn. Bà mẹ nói rằng không có tao đẻ mày ra, tao không nuôi dưỡng mày tới ngày hôm nay, mày có cái nhan sắc này để mày đi làm người mẫu không? Mà sao mày về mày coi tao cũng như là cái hạng hạ tiện vậy đó, không xứng đáng để nói chuyện với mày. Tao tạo ra được thì tao hoại được. Nên bà bưng cái chảo dầu bà hắt vào trong mặt. Mày quý vị thấy nó ra đi rất nhanh. Cái vì dâu bể của cuộc đời mà chúng ta đây là người Việt Nam sống trong chiến tranh, thì chúng ta thấy chết đó rồi đó, tài sản có đó rồi ra đi, chức phận có đó rồi ra đi, chóng vánh vô cùng chúng ta đã chứng kiến. Thì chúng ta hiểu rằng cái tục sản này là dâu biển, nay thì nương dâu mà mai trở thành bãi biển. Nay đây là cái vùng đất sình lầy, nhưng mà mai kia có thể trở thành phố thị. Chuyện vô thường đó chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Ai cũng thấy, nhưng mà để biết rõ cái ngọn nguồn của nó thì chúng ta học giáo pháp chúng ta mới thấy rõ thôi. Và chúng ta hiểu cái này. Thì sư cô đã nhiều lần nói rằng là cái tài sản mà nó thuộc về cái thể chất này đây nè, nó đâu có hứa đi chung cuộc với chúng ta cả cuộc đời đâu. Nó muốn mất cái căn nào đó là nó mất thôi. Nó muốn mất phần nào trong cái lục phủ ngũ tạng này là nó mất thôi. Bây giờ nói về tâm nha, đúng không? Tôi nói xét pháp, tôi nói về tâm. Có bao giờ mình nghĩ rằng cái trí tuệ này sẽ chung cuộc với mình không? Sư cô đi qua bên Miến Điện đến thăm một cái vị thầy là sư phụ của một cái vị sư mà qua bên Miến Điện để học. Thì cái vị thầy này rất là giỏi. Vị thầy này là một bậc giáo thọ và có hai người đệ tử. Thì hai người đệ tử này ngày nay cũng là giáo thọ. Thì sư cô vô, sư cô đến thăm là coi như mình đứng đó, mình đứng giống như mình đứng chết sững luôn. Tại vì đó, trong cái phòng của cái vị giảng sư này mở ra thì thấy một cái củi sắt rất là lớn. Trong cái củi sắt đó có cái giường. Là vị này khi bệnh đó thì không biết làm sao mà cái đầu óc nó xáo trộn rồi. Bây giờ hãy mở cái cửa ra ngoài đó là chạy đi ra ngoài, rồi quần áo là xé hết. Làm bất cứ cái gì không kiểm soát được, thành ra phải khóa cái cửa ra lại. Thì cái người đệ tử mà ở chung đó, là đi giảng, có hai thầy trò thôi. Thì có cái người, mấy người cư sĩ đó thì người ta cứ giờ ăn, ta đem lại, ta cúng dường. Thì cái người đệ tử này đó tới giờ thì vô đó là đút cho thầy ăn, mà phải đứng ngoài song song. Còn cái người mà dẫn sư cô đến thăm là đệ tử lớn. Rồi tắm rửa thay quần áo phải nhờ một cái người nam nữa. Rồi hai người mới phụ giúp mà dẫn ở trong cái chuồng đó. Thì chúng ta thấy như vậy là cái đầu óc này có hứa hẹn nó ở chúng ta tới chung cuộc không? Không có. Bởi vì chỉ cần đó là chúng ta để cho cái ác ma dương trong tâm chúng ta nó trỗi dậy thì chúng ta mất hết. Có cái gì hứa hẹn đó? Tại sao chúng ta phải lao hết cuộc đời chúng ta để đi tìm cái tục sản này? Và có khi còn đau khổ nữa, người ta lao hết sức để người ta đi tìm cái thánh sản này. Thưa quý vị, thánh sản không tìm bằng con đường đó, mà thánh sản đi bằng con đường bình yên. Tất cả các pháp thiện
đều nằm trong sự bình yên. Không thể nào mà chúng ta lao tất cả đi. Chúng ta phải nhận ra hiện tại mình đang thiếu cái gì, bổ sung cái đó. Chúng ta đi từ cái nơi chúng ta sống mà. Cho nên sư cô nói mình tu tập bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái chỗ mình đang đứng đây này. Cái chỗ đang đứng đó là từ trong cái chỗ mình đang sống, là cái gia đình của mình. Trong tất cả nè, trong tất cả nè, với tất cả những cái thứ mà chúng ta có đây, cái tục sản mà chúng ta tạo ra đây, chúng ta đứng từ trong cái vị trí đó, bủa dây bằng cái nhân quả này, chúng ta ứng xử ra sao? Và cái cách ứng xử chúng ta nó đi con đường nhà Phật hay chúng ta đi con đường thế gian? Và phần lớn chúng ta đứng ở đây để nhìn thấy rõ mình hơn, để nhìn thấy cái mối quan hệ nhân quả mình hơn. Mình vẫn chưa xử lý nổi mà. Bởi vì cái phần này khi mà nó mạnh mẽ lên thì chúng ta không xử lý được mà. Thì chúng ta phải xử lý xấu đi. Còn khi nào được thì nó sẽ hình thành cái tốt hơn. Nhưng xác định từ đó. Cho nên phải làm, phải bổ sung. Bây giờ chỉ có tu thiền là giải thoát thôi. Chỉ có tu thiền là hơn nhất thôi. Chính xác điều đó. Nhưng không chính xác với mình ở chỗ nào. Khi mà ta giữ giới thì không có ác ma dương. Mà cái giữ giới không chưa đủ, còn hành giới mà. Chính chúng ta đứng từ trong vị trí của mình, chúng ta giữ giới. Và đứng trong vị trí của mình để chúng ta hành giới. Chuyện này chưa xong mà. Tâm chúng ta vẫn còn nhảy nhót để làm gì? Để đi tìm sự giải thoát này. Thì chúng ta đi bằng cái gì? Bằng cái tham muốn. Chúng ta lại đi bằng cái tâm của ác ma dương. Chúng ta phải cái tâm của sự bình an. Sự bình an sáng suốt phải nhận ra rằng giới mình đã giữ được cái gì. Và đó, cái hành giới này mình được bao nhiêu. Khi mà chúng ta có giới, chúng ta hành giới để nó được nó mạnh hơn nữa, thì hành giới và giữ giới này nó chính là định đăng. Thì chúng ta hành cái pháp tu thiền định nó phải có hiệu quả. Và khi hai cái này được rồi thì chúng ta hành cái này nó phải có hiệu quả. Còn không, chúng ta đi con đường tập tầm. Và chúng ta nhớ, trong cái giữ giới, trong hành giới thì chúng ta vẫn đang tập. Nhớ nhé, giữ giới và hành giới vẫn đang tập. Chúng ta không sát sanh là chúng ta giữ giới thô. Chúng ta còn nóng giận là chúng ta phạm giới tế của giới thứ nhất. Và mình đang cố gắng mình sửa lần. Vậy vậy trong cái giữ giới này vẫn còn đang tập tành, hành giới thì đang tập tành. Thì chúng ta nói tới cái phần tuệ này cũng là tập tành. Thì chúng ta tập, chúng ta rèn luyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tại sao sư cô nói điều này? Tại vì sư cô đã chứng kiến cái người này đang ở một cái địa vị khá tốt, là người trí thức. Và khi mà hiểu được cái Phật giáo là phát nguyện là phải đi tu thiện, và đi qua bên Thái Lan tu ròng rã mấy năm trời. Và kể cả vô một cái thiền viện mà nơi đó đó, người ta nói cái thử thách cuối cùng đó, là trong 10 ngày đó là suốt ngày đêm không ngủ. Thì sau đó là sẽ chứng được mấy tầng tuệ gì đó. Thì người này đã hạ thủ công phu mà. Thành ra suốt đêm không ngủ, ngày đêm không ngủ. Cho đến cái đêm thứ bảy đó thì mình đi ra ngoài công viên, tức là ở trong cái thiền đường, rồi nóng nực sao nó chịu không nổi, đi vòng vòng ra cái sân chùa bên mình, rồi đi làm sao không biết đi ra ngoài, thì té xỉu đó, và mang cái bệnh cho tới bây giờ đó thì nửa tỉnh nửa mê. Cho nên phải nhìn cho ra, đi từng bậc đi, giới như thế nào phải tập tành, định như thế nào phải tập tành, tuệ như thế nào phải tập tành.
còn không phải rằng muốn là được. Nếu muốn là được đó thì tất cả người ta đều muốn thành Phật hết. Muốn điều lành được, nhưng mà nó có đạt được hay không là do, tất cả đều là do nghiệp và quả nghiệp của mình mà thôi. Chúng ta không có mơ màng cái điều này. Cho nên chúng ta nhìn thấy rõ chúng ta ở giữa cái trùng dây của nhân quả như thế này. Và chúng ta phải ứng xử ra sao để từng bước mà chúng ta giữ được sự bình an, từng bước chúng ta giữ được sự sáng suốt. Và tất cả đều phải nhẹ nhàng. Thiếu sự nhẹ nhàng, thiếu sự sáng suốt này, không nói đến cái chuyện chúng ta thoát khổ. Công thức nó nằm ở chỗ đó. Đi từ trong cái phát hiện, nó không phải đi từ chỗ mong muốn này. Mà chúng ta đây chưa có biện biệt rõ ràng trong cái đầu chúng ta đó, cái nào là cái khuynh hướng thiện và cái nào là cái ước muốn đạt được cái quả thiện. Hai cái đó chưa phân biệt rồi. Cái thứ bảy này thuộc về cái thánh sản. Thì chúng ta nói thế này, khi mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo ra cái thánh sản này, nó có cái điểm đặc biệt là thánh sản này không mất. Nó có thể bị che khuất nhưng nó không mất. Nói rằng Đề Bà Đạt Đa, sau nhiều cái kiếp dài ở trong cái địa ngục, rồi tái sanh qua nhiều cái cảnh giới, rồi cuối cùng nó sẽ thành tựu là một bậc độc giác. Trong cái chữ bậc độc giác chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái quả người này đó là ly tán cái tăng đoàn, cho nên đâu còn nữa mà ông thành Phật độc giác một mình thôi. Và tại sao cái vị này đó từ cái ác nghiệp đó mà có thể trở thành một cái vị Phật? Bởi vì tiền kiếp đã tu rồi, đã đắc thần thông rồi. Và đặc biệt là tới cái giờ cuối cùng của mình đó, là muốn biết để đến sám hối với Thầy, thành tâm để sám hối với Thầy. Và thấy rất rõ là mình đã sai rồi. Và khi đất nứt ra như vậy đó, thì đó trong lúc mà nó rơi xuống, nó vẫn còn có ngưỡng vọng lên để đảnh lễ mà xin Đức Thế Tôn tha tội cho. Và bản thân mình không dám phạm cái điều đó. Cho nên vì cái chỗ đó mà người này đó là cái quả phước mà tu tập đây để đắc ngũ thông và đắc thần thông này, quả phước này trở lại. Thánh sản không mất. Đặc điểm của thánh sản là không mất. Tất cả những gì chúng ta học hiểu đúng về giáo pháp không mất. Tất cả những gì chúng ta hành trì để chúng ta thoát khổ không mất khả năng. Đó là cái đặc điểm lạ lùng. Không mất. Chúng ta để hết cuộc đời chúng ta tạo tác cái mà chúng ta phải mất, làm mọi giá để giữ lại người hôn phối của mình, mọi giá để ràng buộc con cái của mình, mọi giá để gìn giữ tài sản của mình. Tất cả những cái này nó đến rồi nó đi, nó tự đến và nó tự đi. Còn chúng ta đây cứ ngỡ rằng chúng ta có thể quơ lấy nó, ôm giữ chặt nó. Và cái hành động mà chúng ta quơ nó để ôm vào đó, chúng ta bất chấp cái thiện ác. Và phần lớn mà khi chúng ta quơ vào thế này, ta quơ bằng bàn tay của ma vương, chứ còn cái bàn tay của thiện nghiệp không có quơ. Tự làm ăn bình thường, tự làm ăn chân chính, phước báo đầy đủ nó sẽ đến. Không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Còn cái người muốn vơ vào đó thì bằng mọi giá, bằng mọi cách thế nào cũng được. Quán ế quá, đi chuột bùa chuột ngã về để cho quán đắc lên. Được chưa? Bùa phép thế này, bùa phép thế nọ, đủ trò đủ cách hết. Để làm gì? Để nối dài cái cánh tay của ma vương. Nó mọc ở trong cái tâm của mình và nó nối dài cái đó để nó đi vào con đường khổ. Bởi vì nó nằm trong cái phước bố thí, nó nằm trong cái phước hộ trì tam bảo, chứ nó không phải nằm ở cái chỗ ma mảnh và chiêu bài của mình.
Tất cả đó là những cái con đường không có đúng đắn, nhưng người ta vẫn cứ làm vì người ta thiếu trí tuệ về tâm linh. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung, khi mà phước báo không đầy đủ nữa, tất cả đều ra đi, nó để lại một cái thảm họa là cái nỗi đau khôn cùng của chúng ta trong nhiều kiếp, cái sự tiếc nuối khôn cùng của mình trong nhiều kiếp. Đó là cái tai họa về mặt tâm linh mà chúng ta lại không có nhận ra, giữa cái phước báo về thiện và phước báo về cái phước trí tuệ của tâm linh. Cho nên bây giờ mình làm phước bao nhiêu cũng tốt nhưng không đủ. Mà cái việc mà mình cần phải chú tâm nhất là cái vấn đề tâm linh. Tâm linh này đi bằng ba con đường đã nói rồi: trí văn, trí tư và trí tu. Nó không nằm trong cái phước thiện đó. Nhưng mà nếu vậy thì thôi, làm phước thiện chi cho nó mất công, mất thì giờ vậy mình đi trí văn, trí tư, trí tu thôi. À, thưa quý vị, ngộ lắm. Nó không có cái nền của cái thiện này đó ha, thì cái tam cấp này không bước lên được. Cái nền của cái thiện này nó như cái mặt đất này, nó như cái mặt đất nè, từ cái mặt đất nó bước lên đây, bước lên đây, bước lên đây. Cho nên là sư cô luôn luôn là hướng dẫn cho Phật tử rằng khi mình làm bất cứ cái điều thiện, làm điều tốt đẹp nào, kể cả điều nhỏ nhất là mình đối xử với người trong gia đình mình hiếu hạnh với cha mẹ mình, thì mình cũng nói là nhờ cái phước mà con trong sạch có hiếu với cha mẹ đây, nhờ cái phước trong sạch á mà con trên kính dưới nhường đây. Trên kính là hiếu, dưới nhường là để, tức là đối xử tốt với anh chị em đây. Do cái phước này đó cho con được có phước báo trí tuệ trổ sạch. Thấy rõ chưa? Cái nền nó là cái nền, cái phước thiện là cái nền. Từ cái nền đó chúng ta bước lên trí văn, trí tư và trí tuệ. Cho nên là khi sư cô tiếp xúc nhiều Phật tử đó, có Phật tử nói thế này: con là làm từ thiện nhiều lắm, rồi sau đó là con đi công quả suốt ở trong chùa. Thì sau khi cái vị trụ trì đó tịch rời đó, thì nhiều người buồn lắm, trong số đó có con. Thì cái cô mà cổ giống như là trong cái đạo tràng cổ là giống như là trưởng trưởng chúng đó đó, thì cổ rất là giỏi mà cổ rất là dễ thương. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ thầy tịch rồi thì em cũng không biết phải làm sao, thôi bây giờ chị cho em theo chị đi. Mỗi lần mà chị có nhắc lại lời thầy dạy rồi cái gì đó mà chị học được á, mà chị giảng ra đó thì cho em nghe với. Thì cô này mới theo cô này học 2 năm. 2 năm thì bữa đó cái cô này cổ nói đó, cô là chỉ làm từ thiện thôi chứ cái đầu của cô mở ra không được. Học gì không nhớ gì, học gì không hiểu gì, hỏi lại gì cũng không biết gì hết đó. Cô này mới về mới suy nghĩ đó, chết rồi. Mình làm thì chỉ khen, mà mình theo chỉ học thì chỉ chê suốt luôn. 2 năm trời mình cố gắng hết sức mà bây giờ nói vắn tắt ra cái đầu mình chắc cái đầu bò rồi. Thành ra thôi không học nữa, không học nữa rồi mới về. Bây giờ rồi nghĩ mới buồn quá, bây giờ thầy thì tịch rồi mà bây giờ cái người mình quý nhất là cái cô trưởng chúng này, bữa nay còn nói mình vậy, mình đâu dám theo nữa. Thôi về mới lang thang trên mạng, nghe làm sao mà không biết lại nghe trúng cái di dự pháp rồi chạy để tìm sư cô. Mới hỏi tại sao mà người ta chửi con ngu, mà tại sao mà con nghe cái di dự pháp mà con lại hiểu sao kỳ vậy? Tại vì con thấy cái này nó bình dân, nó gần gũi với con, cho nên là con hiểu được. Sư cô nói nó không phải bình dân đâu, nhưng gần gũi thì có gần gũi đó. Nhưng mà cô đã đến lúc đó, khi mà cái nền về cái pháp thiện của cô nó mạnh rồi đó, thì bây giờ cái con đường trí văn của cô nó chỉ chờ cơ hội để nó tiếp nhận được cái linh hồn của cái Phật pháp. Đó là cái phước báo của mình mở ra. Và cái này đó, nói về mặt nhân quả đó, tiền kiếp cô này có học cái món này rồi. Cho nên khi đi nghe những cái giáo pháp kia đó, nó làm như nó không có tập trung được. Nghe thì hiểu đó rồi, cái nó đi qua, nghe hiểu đi qua. Rồi cái lúc người ta hỏi lại thì lúng túng, nó phải bả, cho nên bị người ta nói mình dốt, bị người ta nói ngu. Nhưng mà khi mà vô đây thì nó kết. Cho nên mới nói là cái phước thiện là cái nền, mà mình đừng có cái nền đó mà mình câu thông với tục sản.
Nhớ nha, khi chúng ta làm phước thiện thì tục sản bắt buộc phải trổ sanh. Thí dụ nhà mình hùng phước mình làm cái cầu đi, thì thường thường người ta làm ăn khó khăn, người ta buôn bán khó khăn, người ta hay làm cầu. Làm cầu để làm chi? Làm cầu để cho nó hanh thông, chuyện hanh thông. Cái này đương nhiên nó có rồi. Nhưng mà khi mình làm cái cầu thì mình nói nè, với cái tâm trong sạch mà con hùng phước làm cái cầu cho bá tánh đi qua đi lại đó, thì cầu cho cái trí tuệ của con cũng được thông suốt, thông suốt cái giáo pháp của Đức Phật, thông suốt để con ứng xử, để con ứng dụng cái giáo pháp này, thông suốt để cho cái tuệ giác của con được phát sanh lên. Thấy rõ chưa? Cho nên đó là cái trong cái phần này xuất phát mới hỏi rằng tại sao đó có cái người mà có cái trí tuệ đủ và có người không đủ. Thì trong cái phần cái chữ trí tuệ này đó, như sư cô đã nhiều lần giảng rồi, nó sẽ có hai mặt. Thứ nhất á, nó gọi là trí thông minh, và cái thứ hai á, là trí tuệ về tâm linh. Về mặt trí thông minh á, là nó làm cho mình học giỏi. Mà khi mình không có cái phước mà học chữ nghĩa giỏi để có bằng cấp như người ta đó, thì nó cũng vẫn thông minh ở cái chỗ là nhìn ta làm biết liền, rồi có khi làm giỏi hơn người ta. Thì cái đó nó thuộc về trí thông minh, chứ không phải trí thông minh nó chỉ nằm trong ở người biết chữ có bằng cấp cao. Mà cái trí thông minh nằm ở cái chỗ đó, nhìn thấy biết, làm được liền. Có những người đó nó có cái phước vậy nè. Về cái mặt cái trí thông minh này đó, có người có cái phước về khoa bảng, tức là đi thi mà lấy bằng cấp là thi dễ đậu được. Nhưng mà khi đó mở cái phước về khoa bảng này ra đó, nó không mở được. Cho nên có những người học bằng cấp cao nhưng mà ra làm khó làm, đi ra chỉ dạy cho người khác nói người ta không hiểu. Vì thế nó có này, nó tới đó nó chừng lại. Còn có những người đó không có phước về khoa bảng, nhưng mà có cái phước đó, thấy đâu biết đó, mà nói người ta nghe người ta hiểu, người ta làm được. Cho nên là không biết chữ nhưng mà giỏi, mà có thể làm thầy người ta được, chỉ bảo người ta được, nói người ta nghe người ta hiểu, người ta làm theo, mà có nhiều đệ tử theo nữa chứ. Hai cái này nó là hai thứ nha. Thứ nhất đó là cái phước về khoa bảng là cái riêng, nó thuộc về trí thông minh. Không có cái phước về khoa bảng nhưng mà nhìn đâu biết đó, học lớn nghề được hết và tự mình nghĩ ra mà làm vẫn giỏi, là vì cái trí thông minh này đó nó đã do trong nhiều kiếp mình hành những cái nghề đó rồi. Cho nên bây giờ khi cần gợi lại, nhớ lại hoặc nhìn ta làm là biết ngay. Người ta gọi mấy người giỏi ăn cắp nghề, nhưng mà thật ra họ là có trí thông minh. Trí thông minh đó. Nhưng mà tại sao nè, họ lại nói thì những người cộng sự của họ hiểu được, và những người cộng sự đó chấp nhận đó, coi cái người này là thầy của mình để học. Đây là cái phước khác. Cái phước này nó thuộc về tâm linh. Phước thứ hai này nó thuộc về tâm linh. Nó thuộc về tâm linh là bởi vì vậy, nhiều đời nhiều kiếp á, cái người này khi giỏi về bất cứ cái gì đó là không có giấu nghề. Hãy ai muốn học thì thiệt lòng chỉ với người ta và đối xử tốt với người ta, không có dùng cái nghề mình đó là bán từng phần để ăn. Vô học này phải năm chỉ à, rồi học cái phần này xong muốn học thì mỗi thứ một cái này chỉ nè, cái này chỉ, cái này chỉ, cái đó là người bán nghề để ăn. Còn cái người mà thật sự đó, mà có cái phước về tâm linh đó, thì cứ nghĩ vậy, mình cũng trầy trật lắm đó, mới giỏi cho tới giờ, thôi để người ta trầy trật chi tội nghiệp vậy, nó còn nhỏ mà, kể chỉ nó hết, nó giỏi thì nó nhờ, vợ con nó nhờ cũng được, còn hơn để nghèo khổ qua. Và cái đó ta đang nghĩ gì vậy? Tâm ta nghĩ điều thiện, tốt cho mình, tốt cho người, cho cái lợi ích chung. Còn cái người mà có cái khoa bảng mà không có mở ra được đó, là cái người này nó thiếu cái phần này, thiếu cái phước báu về tâm linh. Ích kỷ mà,
chuyện mình biết phải đem bán chứ, bán sáng kiến chứ, bán cái phần trí tuệ của mình phải nhỏ giọt ra bán ăn. Cho nên hai cái đó chúng ta nhìn thấy đó là một cái nó thuộc về trí tuệ, một thuộc về trí thông minh thế gian, một cái nó thuộc về cái trí tuệ tâm linh, người ta mới có cái điều này. Cho nên quý vị thấy có những người họ là cái người thợ thôi mà họ rất là có tài và họ có cái nhân đức, cho nên là họ có đệ tử. Và những người học trò đó rất là quý trọng, và người ta cung kính người đó là một cái bậc thầy. Tại vì khó khăn gì mà đến hỏi thì ông thầy ông điều chỉ hết, mà có khi ông còn làm để ông hai người hợp tác với nhau để mà cho nó thành công luôn, thì thầy trò cùng làm, thầy trò cùng học, thì cái tình đó sâu đậm lắm và chân thật lắm và quý báu lắm, và nó thuộc về tâm linh. Trên đời sống mình á, hai cái đó nói nha. Thành ra cái đủ và cái thiếu mà xuất phát hỏi đây đó, là có người đó là có trí thông minh thế gian đủ, có người yếu. Có người nó đi học, nó học rất là lẹ, có người nó học hoài, nó học không vô. Cho đi học chữ cũng vậy, cho đi học nghề cũng vậy, là xuất phát hỏi cái này, cái phần về trí tâm linh. Rồi trong cái phần sau nữa thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy cho xuất phát đó phải biết hỏi về trí tuệ tâm linh. Thấy không? Trong cái phần sau cái gì về đọc đi, rồi xong đó lần sau chúng ta sẽ dạy hai cái này mới được còn. Và trong cái đời sống đó chúng ta cần cả hai. Và khi đó, giờ sẵn đây nói chút xíu vậy, ngày nay các bậc cha mẹ đó là đẩy con vào con đường khoa bảng, giá nào cũng đẩy con vào chỗ khoa bảng. Học xong rồi đó, ở trong lớp rồi đó ha, là bắt đầu là đọc, đi học thêm, chuối duỗi chuối đái rồi, để đi học thêm để làm chi? Để thi vào trường chuyên, để có cái bằng chuyên, để thi đậu cái giải này giải kia giải nào, đưa vào con đường khoa bảng bằng mọi giá, bằng mọi cách, kể cả khi người ta dùng tiền và quyền lực để mua cái khoa bảng này. Mua bằng cấp là ác nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì mình có bằng cấp, người ta xếp mình vào cái vị trí này, mà mình làm không được, mà mình phá hoại hết tất cả cái này là ác nghiệp. Đầu vô của y khoa mua, đầu ra của y khoa mua, đó là kẻ sát nhân. Bất cứ nghề nghiệp gì, vô mua, ra mua là ác nghiệp. Nhưng cha mẹ sẵn sàng dùng tiền và quyền lực để tạo ác nghiệp. Trong khi con của người ta không có tiền để đi học, nó vẫn giỏi như thường. Nếu phước báo nó có đủ, vẫn học được mà. Quý vị nhớ Tổng thống Abraham Lincoln ở trong rừng, học giống như mới tới lớp 3 trường làng thôi, sau đó phải đi bán báo. Nói chung là đầu tiên không phải đi bán báo mà đi ra cái nhà ga đó đó, để mà coi ai sai giặt cái gì làm đó, sao mới kiếm được cái nghề bán báo. Thì bán báo là có lúc ngồi trên xe lửa đường dài phải nghỉ cho nên đọc báo. Rồi đọc báo là kiến thức nó mở mang. Rồi sau đó mới thấy là xã hội mà không có cái khoa bảng, không có bằng cấp thì không làm được, cho nên là học những cái lớp mà gọi là tầm xa, rồi mới thi, rồi mới lấy bằng. Nhưng người này trải nghiệm bằng cái con đường đời đích thực của mình, bằng trí thông minh. Và cái người này nè, có một cái trí tuệ về tâm linh dẫn dắt. Và như vậy cái phước báo trổ sanh á, từ một cái đứa bé ở trong rừng thức học, nó thức học thì không đúng, học thức rất thấp, nhưng mà đi bằng cái con đường đó là làm thuê làm mướn, đi bán dạo, mà sau này trở thành một vị tổng thống có tài có đức của một cái đất nước rất là lớn, đó là Abraham Lincoln. Như vậy tại sao để chúng ta phải đẩy vợ con chúng ta vào cái ác nghiệp? Cho nên cái người hiểu biết người ta nói nè, cho con mình đi học đó, mình lấy có một cái phần nó gọi là bằng cấp đây thôi, còn cái phần lớn á mình nuôi nó để nó thành con người á, thì mình có chú ý không?
Cái nhân cách làm người của nó là căn bản chứ không phải khoa bản, là căn bản. Thấy không? Rồi có chuyện vui thế này. Hai vợ chồng của người em ở Việt Nam làm ăn rất là giàu. Cho con học mấy cái trường nước ngoài á. Mỗi tháng 1-2 ngàn đô, chuyện đó bình thường. Thế giờ sau khi mà nó học xong rồi đó, nó đưa qua cho cái người chị ruột mình đó, à, cho nó ở tạm đó cho yên tâm. Tiền bạc thì gia đình bên đây không thiếu, cung phụng dư để đi học. Nhưng mà cái gia đình của người chị đó cho nó ở có 3 tháng thôi, rồi sau đó đó mới cho nó đi ra kiếm chỗ cho nó ở, không cho nó ở chung nhà. Là bởi vì má nó, ba nó với người ăn kẻ ở trong nhà đó hầu nó, cho nên nó bước chân về nó là đức vua. Nó chỉ biết ngồi vô là có ăn, ăn xong rồi buông cái đũa đứng dậy, quần áo đó là coi như là thay rồi là bỏ luôn chỗ đó, ai dẹp cũng được, miễn mở cái tủ ra có quần áo mặc là được rồi. Và đó không phải là cái thế giới của các nước phương Tây. Các nước phương Tây anh làm ở đâu không biết, anh giàu nào không biết, nhưng không có người làm cho nên anh về rửa nhà vệ sinh anh thì mới có sạch được thôi. Phải tự nấu ăn nấu uống, phải tự làm tất cả. Và sống phải nghĩ đến người khác. Nó quen lấy nó làm tâm điểm, bởi vì mẹ nó cho rằng cái khoa bản này là tất cả cuộc đời. Thế hệ ngày trước sai ở chỗ đó, tất cả cuộc đời là chồng vợ. Và ngày hôm nay tất cả cuộc đời là khoa bản. Mỗi một thế hệ, mỗi một cái giai đoạn nó có sự lệch lạc của nó, mà chúng ta không nhận ra đó. Cái giá trị nhân bản của con người đó là cái giá trị, cái nhân cách làm người nó thuộc về tâm linh. Đây, nhân cách. Nó làm ông này bà nọ, chức này chức kia, địa vị cỡ nào đi nữa, đầu tiên nó phải là một con người. Và nó sống với giá trị con người đích thực của nó. Còn nếu như nó mất cái gốc này rồi thì cái chuyện nó trở thành ác ma dương là chuyện quá dễ, không có gì khó cả. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái trí tuệ thông minh, thuộc về thông minh thế gian, trí tuệ thế gian và trí tuệ về tâm linh. Cái trí tuệ về tâm linh nó là cái linh hồn, nó xuyên suốt, nó xuyên thấu hết tất cả những cái phước ở thế gian này, thì những cái chúng sinh đó mới gọi là thuộc về hạng ưu. Tức là được xếp vào hạng người cao quý, đích thực. Còn trên thế gian này, người ta lấy cái quả của phước thiện nhiều, tức là người ta lấy cái tục sản này làm cái căn bản để nói rằng đó là người cao quý. Đó là hai cái sự khác biệt khi người ta đánh giá. Sự khác biệt này nó sẽ đưa đến cái đau khổ đó, là khi lấy cái tục sản này làm cái căn bản để mà đánh giá con người, thì ác ma dương nó cũng muốn như vậy. Cho nên là nó làm xáo trộn hết toàn bộ xã hội để nó đạt được cái tục sản này, mới được xếp vào cái hàng quý tộc, hạng người quyền thế, hạng người ăn trên ngồi trước, hạng người đi ra kẻ đưa người đón, kẻ xá người chào. Nhưng mà tất cả những cái này nó đều có hai nguồn để đến. Một cái nguồn là quả của phước thiện, một cái nguồn là ác nghiệp của ma vương. Thấy rõ cái này. Và Đức Phật khi nói về cái ưu và cái liệt đó là không có đề cập cái này là cái pháp thế gian là chánh yếu, mà Đức Phật đề cập đến cái phước tâm linh là chánh yếu. Cho nên ngày hôm nay khi người ta nói đến dân chủ, không có ai dân chủ bằng Đức Phật. Chúng ta đến cái Bồ Đề Đạo Tràng, là cái chỗ Đức Phật mà thành Phật. Thì sư cô không nhớ đây là cái tuần lễ thứ mấy, nhưng mà khi ở ngoài tháp mình đi vô, nó bên tay trái mà nó, mình sẽ gặp nó. Thì trong đó có một cái câu, là có một cái người hỏi Đức Phật rằng là người ta sanh ra là cao quý hay là lạ liệt đó, là có phải là do cái nguồn gốc gia đình của người ta không, do cái màu da của người ta không? Thì nói về tục sản thôi. Thì Đức Phật nói là dưới cái làn da đen hay làn da đỏ hay làn da trắng hay làn da vàng đó đều là máu đỏ hết.
À, như vậy chúng sinh mà sanh ra đó là có khác biệt về nhiều thứ là do cái phần thức này. Nhưng mà dưới cái làn da đó đều có cái máu đỏ, thì tất cả chúng sinh ở trên thế gian này khi tâm tối đều đau khổ như nhau. Và người ta sanh ra đó, ưu hay liệt, nó không nằm ở trong cái phần dòng dõi, nó không phải ở trong cái phần chủng tộc, mà nó nằm ở cái phần trí tuệ thuộc về tâm linh. Như vậy chúng ta đã thấy rõ con đường mà trong cái kiếp người của chúng ta phải hoàn thiện là nằm ở cái chỗ trí tuệ về tâm linh. Và khi có trí tuệ về tâm linh thì chúng ta không lo chúng ta thiếu thốn. Nhưng thế gian đau khổ đó phần lớn không phải do thiếu thốn, mà phần lớn là do ít có của dư thừa. Và toàn thế gian này đó, những kẻ bạo ác và thu vét hết cái quyền lợi về mình đó, là những kẻ say mê cái thặng dư chứ không phải thiếu thốn. Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể biết đủ là đủ. Nhưng tất cả những kẻ tạo nên ác nghiệp bằng con đường của ma dương là điều để cung phụng cho sự thặng dư. Quý vị nhìn toàn thế giới này, không nhìn một người cũng không nhìn một đất nước, mà toàn thể là cung phụng cho sự thặng dư. Hãy nhìn đi. Và chính cái đó là cái mê mờ về mặt tâm linh. Chỉ thấy tục sản mà không thấy thánh sản. Và người ta đọa xuống những cái phần đau khổ thuộc về bốn cái cõi khổ đó cũng chỉ vì người ta nhìn thấy cái tục sản là tất cả, chứ không phải đó nhìn thấy cái giá trị đích thực cao quý của con người là về mặt tâm linh. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ phước báo về tâm linh để được an vui hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.